天，开心片刻接送，回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不倦，全力去做你的完全，让你出发好每一天。Ngồi xuống, ngồi xuống đi. Hey, sao rảnh hẹn tụi con ra uống trà vậy? Thì đó, trung tâm dạy thêm bận lắm. Tụi con mau uống trà xong, phải quay về trung tâm dạy tiếp. Bận thì càng tốt. Có phải do lần trước chạy chương trình Valentine combo hai người nên được yêu thích, có phải không? Cũng tạm được, nhưng chỉ duy trì thời gian đầu. Mấy học sinh học được một hai buổi thì không học tiếp nữa. Cho nên á, sắp tới chúng ta phải làm tốt tuyên truyền cho thi đại học. Bởi vì thi đại học là thời gian hoàng kim cho trung tâm dạy thêm của chúng ta. Nếu chúng ta không mau nghĩ cách á, thì làm sao giữ chân mấy học sinh được, phải không? Tốt nhất là có thể thu hút được mấy học sinh mới. Ê, vậy thì tốt quá. Hôm nay ba hẹn mọi người tới đây chính là muốn giới thiệu một người cho con. Cô ta muốn tìm bọn con để học thêm. Mới nó đã tới rồi chị Hoa. Ê, Mời ngồi. Chị Hoa. Có phải là giám chế show thực tế Đại Tứ Hỷ không? Đúng rồi, người mà nói chuyện toàn có gai đó. Đó là do khi làm chương trình có yêu cầu đặc biệt thôi. Chú Căng, không phải ông nói hôm nay sẽ giới thiệu con gái ông và đồng nghiệp trong trung tâm dạy thêm của cổ cho tôi quen sao? Tại sao lại dẫn theo người ở và một tên ốm nhom qua đây vậy? Chị Hoa, người tôi nói chính là hai người họ đó. Trẻ vậy đã mở trung tâm dạy thêm có ổn không đó? Ổn. Trước đó bọn họ mới có một học sinh thi được 5 sao lận đó. Nghề nghiệp của người đó là gì? Chỉ là tài xế thôi. Là học sinh học thêm thi được 5 sao, cho nên tìm hai người họ học thêm chắc chắn là đậu. Cô muốn học thêm hả? Là con gái tôi, năm nay nó phải thi vào đại học. Nhìn không ra cô có con gái lớn như vậy. Về vấn đề này ai cũng nói như cô, tôi giữ tốt quá mà. Đúng là nhìn không ra cô đã qua nửa đời người. Cậu đang nói cái gì? Tôi nói cho cậu nghe, tôi còn chưa tới 35 tuổi là do tôi sinh con sớm thôi. Xin lỗi, chị Hoa, uống trà đi. Chú Căng à? Có. Ông giới thiệu loại người gì cho tôi quen vậy? Bọn họ hoàn toàn không cho tôi được cảm giác an toàn, làm sao tôi yên tâm cho con tôi đi học? Không có vấn đề gì. Hai người họ là sinh viên của trường Đại học Hồng Kông đó. Hơn nữa hai người này cũng lấy được nhiều học bổng lắm. Học giỏi không đồng nghĩa với việc dạy giỏi. Có được học thử không? Học thử? Đương nhiên rồi, tôi học thử rồi mới biết hai người có giỏi không. Mắc công con gái tôi học xong trường này lại phải đổi trường khác. Hơn nữa tôi đã quen, một lần đóng hết học phí nguyên năm rồi. Một lần đóng hết học phí nguyên năm? Không vấn đề chị Hoa à, mình thử thức bánh bao trước đi ha. Nè, chị muốn lúc nào thì tới học thử. Đúng rồi. Cửa lúc nào cũng rộng mở hết. Rồi, rốt cuộc lúc nãy cô ta bỏ bao nhiêu bị xuống sàn nhà vậy? Tôi không biết nữa, hãy mau lượm hết chúng trước đi. Một lát có học sinh trực tế lại phiền phức nữa. Lát nữa thì lớp đó phải học thi cho nên... Đừng, cẩn thận đó, coi chừng đụng ngã bản quảng cáo. Trời, sao dưới đất toàn là bi không vậy? Thì do chị Hoa đó, bỏ mấy viên bi xuống sàn nhà nói là muốn thử xem có bằng phẳng không, đi xem có trực tế học sinh không. Không những vậy, cô ta còn vào nhà vệ sinh đi vệ sinh. Đi toilet cũng là chuyện thường thôi mà. Khổ nỗi là cổ đi toilet nam, nói quy cách toilet nam và nữ không phù hợp tiêu chuẩn, không công bằng đối với học sinh nữ. Đúng phải thiệt đó, cô ta còn ý kiến cả đèn nữa. Cô ta nói ở đây quá sáng và quá chói, đọc sách lâu sẽ bị ảnh hưởng tới thị lực. Nếu không nói còn tưởng là cô ta kêu con gái dọn vào đây sống thì luôn. Bởi... Trời, chị Hoa, bây giờ chị đang làm gì ở đây vậy hả? Đập muỗi đó. Tôi nói cậu nghe, ở chỗ này quả thật có rất nhiều muỗi. Cậu có biết muỗi có thể truyền nhiễm dịch bệnh hay không? Tôi quả thật ngày càng không yên tâm để con gái tôi học thêm ở đây. Thật ra chị Hoa, đối với trung tâm học thêm, điều quan trọng nhất là kinh nghiệm dạy của giáo viên. Hay là cô dẫn con gái mình tới học thử trước đi. Thời gian của con gái tôi vô cùng quý báu. Về vấn đề học thử để cho tôi. Lớp tiếp theo học môn gì? Dạ, đó là môn toán. Hôm nay chúng ta sẽ học tới di tích phân. Mọi người hãy mở trang thứ 18 trong sách giáo khoa. Chủ yếu được chia làm 3 loại. Thứ nhất là giới hạn, thứ hai là di phân. Nói tới đây thì mọi người đối với di tích phân cũng có chút khái niệm rồi đó. Khoan, ồn quá đi. Tôi không nghe được cái gì hết. Không nghe được gì hả? Không sao, tôi sẽ nói lại lần nữa. Thì nghe kỹ nha, được chưa? Di tích phân có ý nghĩa là gì? Đó là... Hẹn gặp lại lần sau. Này sao rồi, chị qua học thử thấy thế nào? Lầu trên cứ không ngừng đục khoan độ, đương nhiên là không hài lòng rồi.
Cũng đâu còn cách nào, lầu trên tân trang chúng ta đâu cấm cản được. Nhưng mà nói thật, con gái chị Hoa không tới đây học thì cũng chưa chắc là chuyện không tốt. Con đồng ý. Chị Hoa, sao rồi, học thử cảm thấy thế nào? Tôi muốn học thử thầy mấy lớp. Còn muốn thử hả? Không phải cậu, là cô. Con gái của tôi muốn học thêm cả tiếng Anh. Nhìn phong thái cô, tiếng Anh của cô chắc cũng rất trôi chảy lưu loát. Cảm ơn cô, chị Hoa. Nhưng thật ra cô cũng học thử một lớp rồi mà. Cái lớp đó chúng tôi đã sắp xếp miễn phí cho cô rồi. Nên bây giờ chúng tôi rất khó để sắp xếp thêm cho cô. Cô đừng nói với tôi như vậy cũng không sắp xếp được nha. Tôi đúng là phải up Instagram, nói vài điều về trung tâm của cô. Chị Hoa tôi ngày thường khi post bài đều được mấy chục ngàn like. Cô chưa xem qua hả? Không. Ý của cô Hùng là dù khó khăn gì thì cô ấy cũng có thể sắp xếp cho cô được. Hả? Vậy thì còn nghe được. Bên cô có mấy lớp giảng thể tiếng Trung gì đó không? Cô muốn thử hết sao? Không được hả? Không phải không được. Vậy cho tôi 5 chỗ đi. 5 chỗ sao? Ba. Về rồi hả? Chào ba. Về rồi đó hả? Ý, mọi người không có mua đồ về sao? Mua cái gì vậy? Là heo quay đó. Anh hai đã giới thiệu con gái chị qua tới trung tâm mọi người học thêm mà. Thì đó. Phải mua heo quay để ăn mừng chứ có phải không? Chú Căng là chú còn nói nữa. Chú có biết chị qua đó cô đáng sợ như thế nào không? Tôi biết. Không chỉ cô ta, cô còn giới thiệu luôn mấy người bạn kỳ quái đến đi học thử nữa. Chào cô, xin hỏi có giúp gì được không? Tôi đến để học thêm. Cô muốn giúp em bé đăng ký học thêm sớm tới vậy hả? Chúng tôi không có lớp học như vậy đâu. Là tôi muốn học thêm. Chị qua kêu tôi tới để học thử. Không phải cầu kỳ thì tôi đã sinh em bé nên không thể thi vào đại học chứ. Không, đương nhiên là không rồi. Dễ thương thiệt. Phòng giác sữa ở đâu? Con tôi đói bụng, tôi phải cho bữa. Chúng tôi không có phòng giác sữa. Còn không, cô có thể xuống dưới trung tâm thương mại hay là toilet chúng tôi cũng được nữa. Toilet không được, toilet dơ lắm. Ngoan, cậu sắp xếp phòng cho tôi đi. Nhanh lên đi. Không phải chứ. Phòng học này tạm thời không có ai sử dụng hết. Cô có thể tự nhiên nha, tôi không làm phiền cô. Mà khoan đã, cửa khóa bị lỏng rồi. Lát nữa cho con bố mà có người vào thì sao? Cậu đứng bên ngoài canh chừng đi. Cô muốn tôi canh chừng hả? Tất nhiên rồi, nếu như đang cho con bố có người xông vào đây thấy hết còn gì. Ngay cả em bé cô cũng sợ bị người ta thấy hả? Tôi cho bú sữa mẹ. Ồ, là cô sợ bị thấy hết. Tới gì rồi, xin lỗi, vì tôi canh chừng cho. Chắc cô cho bú không lâu đâu hả? Không lâu. Còn nữa, hôm nay tôi bận nhiều việc nên quên mang theo bình sữa. Ở đây có bình sữa không? Cô cho bú sữa mẹ thì sao sử dụng bình sữa chứ? Cậu thì biết gì? Cậu hỏi nữa tôi tố cáo cậu ấy rồi. Đừng, tôi xin lỗi. Để tôi canh chừng cho. Nhưng mà bình sữa thì chúng tôi không có rồi đó. Hay là lấy bình nhựa qua sử dụng được không? Tóm lại rửa sạch sẽ khử trùng qua là được rồi. Được. Cậu mau đi lấy đi. Biết rồi, giờ tôi đi lấy cho. Nhanh lên đi. Tôi cũng chỉ là chăm sóc một bà mẹ có nhu cầu cho con bú bình thường thôi mà. Hôm nay gì? Rồi, mọi người có thể lật sang trang kế tiếp. Học trò, chúng ta phải lật sang trang kế tiếp rồi. Nói gì lớn tiếng một chút, đang ngậm đồ ở trong miệng sao? Được. Vậy tôi sẽ nói lớn tiếng hơn nha. Lúc nãy mới nói tới đoạn văn trên ở câu đầu tiên đã dùng thì quá khứ hoàn thành. Ông bác đó, tính ra còn ngủ gật không làm phiền gì. Còn tôi thì bị như vậy đấy nè. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Wow. Học trò, là chó của anh hả? Đúng đó thầy, là con chó dẫn đường tiểu chiêu của tôi. Dẫn đường... học trò, tôi nghĩ khoa học của chúng tôi chắc không thích hợp với anh đâu. Bởi vì cần phải... Tôi mắt kém thôi, tôi không phải bị mù. Tôi vẫn thấy được mờ mờ mà. Vậy thì được. Hí tiểu chiêu, con tè dậm hả? Hình như tè rồi. Thật ngại quá thầy. Nó lớn tuổi rồi nên thường hay mất tự chủ. Không sao đâu. Thật ra nó ngoan lắm đó. Vậy không sao? Tin thầy có thể sợ thử xem. Good boy. Gì vậy? Đừng giỡn nha. Nè. Đừng. Wow, cào tới nát mặt luôn hả? Đúng là tội nghiệp quá. Anh cũng chỉ bị thương ngoài da một chút thôi. Còn tôi, tôi là tổn thương cả tinh thần đó. Thanh An, mua giùm tôi chai cà phê sữa đi. Sao mùi của nó lạ vậy? Nè, anh coi, rất nặng mùi tanh đó. Ngoan. Làm ơn, lúc nãy chai sữa tôi đưa cho cậu để vào ngăn mát, cậu đưa lại cho tôi đi, con trai tôi đói bụng rồi. Cậu đã uống sữa của tôi. Đê tiện,
tôi đã súc miệng rất nhiều lần, nhưng mà cho tới bây giờ thì miệng của tôi vẫn còn rất là nhiều mùi tanh. Mấy học sinh quá tuổi này rất kỳ quái, nó muốn tới để ôn thi vào đại học, nhưng mà tất cả bọn họ đều không muốn bỏ tâm vào học, trông giống như tới gây chuyện thì hơn. Không phải chứ, bọn họ làm như vậy thì có lợi ích gì? Ừ. Ê rồi, Baby kêu chú giao mấy tấm hình sản phẩm đã chụp hôm nay. Chú chụp hết rồi mà, chú gửi cho cổ là được rồi. Hôm nay trong lúc chú chụp hình á, đã không cẩn thận chụp trúng mấy cái nhãn mác của những thương hiệu sản phẩm khác, chú phải chỉnh sửa nó trước chứ. Giúp người ta miễn phí tuyên truyền thì không tốt đâu, có phải không? Có tuyên truyền hả? Chúng ta đợi đông đủ học sinh rồi mới bắt đầu buổi học. Thầy à, có thể đem cất bịch kẹo ngậm đó có được không? Mùi vị nồng quá. Mùi vị nồng hả? Đừng có lo. Được rồi. Thầy à, làm phiền thầy có thể tự chúng ta đợi đông đủ học sinh rồi mới bắt đầu buổi học câu này nói tiếp được không? Cái gì? Tôi muốn ghi chép lại đó mà. Thôi được. Ghi chép lại gì chứ? Lúc đó anh vẫn chưa bắt đầu buổi học mà. Anh nói đúng đó. Trời, ông ta giống như đang quay phim vậy, muốn cậu nói tiếp lời thoại đó. Thì đó. Còn nữa nha, tự nhiên ông ta lại kêu cậu đem cất bịch kẹo ngâm. Cũng giống như anh Nhân chụp mấy tấm hình sản phẩm vậy, ông ta như kiểu không muốn những sản phẩm khác bị quay trúng. Nhưng tại sao bọn họ phải làm như vậy? Trúng. Trời ơi. Còn bị trúng cái gì vậy? Đột nhiên hù một phát làm cho ông hết cả hồn luôn. Phải đó. Câu đố đã được giải đáp. Đáp án chính là bọn họ muốn quay lén chúng ta. Hả? Họ muốn quay lén quá trình dạy học của chúng ta rồi đem ra ngoài bán hả? Không, bọn họ là người của chị Hoa. Còn chị Hoa là giám chế hay quay mấy show thực tế trong đài truyền hình. Cô ta cố tình tới trung tâm của chúng ta, muốn tìm những thông tin xấu của chúng ta dùng để làm show thực tế. Chính xác, Baby. Không phải chứ. Được rồi, đang về nè. Nè. Y như thằng mù gì. Sau khi điền thông tin sẽ được tặng mặt tôi nạ dưỡng da. Ngại quá. Điền xong thông tin có phải được tặng mặt nạ dưỡng da không? Tôi muốn điền. Thật ngại quá, thành phần trong mặt nạ chúng tôi không thích hợp với mẹ đang cho con bú. Em bé này tôi chỉ trông giúp thôi, cái gì cho con bú, tôi vẫn chưa kết hôn sinh con. Cô điền giúp tôi đi. Chỗ này, ô này. Số 21 trà sữa Trân Châu, số 22 trà sữa Hoa Lai là phiền. Là của tôi. Thật ngại quá, ly này của tôi mà. Vậy sao? Đúng hơn, có Trân Châu, tôi đâu có uống trà sữa Trân Châu. Ý. Thế nè, trong này nắng lắm hay sao mà đeo cặp kính đen này, làm tôi còn tưởng anh mù nữa chứ. Anh mù tôi cũng chưa mù, tôi nhìn còn rõ hơn cả anh nữa đó. Ăn mặc ngụy trang còn ở đó giả bộ mua dầu gió nữa, xem tôi làm sao dẹp trận ông đi. Còn giả mù thế người già. Hả? Ông thật sự là ông già sao? Bác à, thật ngại quá, tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu. Xin lỗi nha. Mấy quay. Hèn gì mấy người bọn họ khi tới đây học thử đều mang theo túi đựng bút rồi để trên bàn học của họ, thì ra bọn họ đều có máy quay mini đang quay chúng ta hết đó. Nhưng mà tại sao họ phải làm như vậy? Trung tâm chúng ta đâu có tin gì xấu, đâu có chủ đề gì để làm show. Nguyên nhân chỉ có một thôi, vì tiện lợi. Vì tiện lợi? Thì do ông ngoại, chị Hoa quen biết ông nên đã tìm ông ngoại lót đường tới đây miễn phí tùy ý học thử, không cần phải trả một xu, tiết kiệm luôn phí sản xuất. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chắc chắn họ sẽ tiếp tục tìm cách để làm khó chúng ta. Nếu đoạn phim chỉnh sửa rồi up lên, danh tiếng của trung tâm chúng ta sẽ bị hủy hoại. Hay là chúng ta tìm lý do nào đó làm cho bọn họ không thể nào tới đây được nữa? Ý kiến hay, tìm lý do gì tốt đây? Ví dụ nếu bọn họ gian lận, còn không thì bọn họ lấy cắp. Tôi có một cách còn triệt để hơn. Chúng tôi có giáo viên giỏi, giá cả hợp lý, mô hình giảng dạy ít người, còn có hotline 24 giờ hỏi đáp bài học. Số điện thoại là 1874567. Nè, cậu đang ở đó giảng dạy cái gì vậy? Không hiểu hả? Không sao hết. Tôi có thể cho cô số hotline đăng ký của trung tâm chúng tôi. Nếu như đăng ký còn nhận được ưu đãi giảm 15% lần đó. Cắt. Cắt cái gì vậy? Tôi nói tôi bị ho. Được, vậy chúng ta tiếp tục. Trung tâm của chúng tôi thành lập vào năm 2018. Mỗi một môn học chúng tôi cũng đều có giáo viên giỏi. Cũng giống như tôi đây, tôi có thể nói là người đa tài đó. Rượu sake của quý vị đi. Cảm ơn. Hãy giúp tôi phân ra.
Chúng tôi có giáo viên giỏi, giá cả hợp lý, mô hình giảng dạy ít người. Ê, cái đoạn này cắt bỏ đi có được không? Khó lắm, cắt bỏ lời thoại của cô ta, không thể nói tiếp được. Để, nhưng nếu cậu không cắt nó đi thì trung tâm tệ hại của chúng ta làm sao phát sóng, toàn bộ đều là quảng cáo. Lúc đó bị sếp mắng một trận chúng ta chắc sẽ xong luôn rồi. Ê, xong rồi, không cắt bỏ được thì phải nhờ lòng tiếng lại thôi. Lòng tiếng hết cả phim, về quay để làm gì? Ý, chị có phải được tăng ca hay không? Ê, được, được, được đó. Tôi cũng muốn chính thức nghỉ hưu đây. Đừng có nằm mơ, tôi nói mọi người biết bây giờ sự việc đã bại lộ, còn giả bộ gì, trực tiếp lên đó lấy hết thông tin xấu của họ về đi. Được, được, cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Cạn. Không có ai hết. Tuyệt vời. Nè, học trò, qua đây. Có mấy chuyện muốn hỏi cậu. Cậu cảm thấy trung tâm dạy thêm này thế nào? Cũng không tệ. Nghe chuyện xấu rồi. Nè, chuẩn bị bắt đầu. Nhưng mà khoan đã, sao nhiều quảng cáo vậy? Đứng yên, lại là quảng cáo nữa. Ở đây có nhiều quảng cáo quá, chúng ta hãy đổi địa điểm khác quay. Hả, có phải không vậy? Toàn là quảng cáo. Tôi nghĩ chị Hoa có nằm mơ cũng không biết. Bà chủ tiệm đã bán đứng cô ta như vậy. Công công chúng ta ngày thường có tiền đều đi ủng hộ bác Thiên Công, tạo mối quan hệ tốt với lại bà chủ tiệm. Ai biểu họ đưa tiền tiếp ít quá làm gì. Chúng ta đã bố trí thiên la địa võng để xem cô ta quay được cái gì. Yes. Học trò, cậu qua đứng trước cái tivi, đen thui lui như vậy, tôi về chỉnh thế nào cũng được hết. Rồi, nói chuyện xấu. Tôi cảm thấy trung tâm dạy thêm này có một khuyết điểm, đó là trung tâm dạy thêm Liên Minh Thiên Tài. Không phải đâu chứ. Toilet cũng có điên hay sao? Cảm ơn. Ăn mừng chúng ta thành công xua đuổi được chị Hoa đi rồi. Yes. Còn vui tới như vậy, mọi người đã đắc tội với chị Hoa rồi, mọi người không sợ sao? Phải hả? Instagram của chị Hoa có rất nhiều người theo dõi, không sợ cô ta nói xấu mọi người sao? Cô có bằng chứng sao? Nếu đoạn phim được phát sóng thì sẽ biến thành giúp chúng ta đăng quảng cáo. Vậy thì càng tốt. Ê trời, con người của ta có địa vị xã hội, mọi người đắc tội với cổ vậy vẫn cảm thấy không tốt cho lắm. Hãy để con nói một câu công bằng nha. Chị Hoa đang đi tìm ông ngoại quay tiếp show Thực Tế Đại Tứ Hỷ, có đúng vậy không? Hả? Ông ngoại không cần phải phủ nhận, bởi vì cô ta cũng đi tìm bác trai. Bonnie đã nói với con rồi. Anh hai, anh không muốn bé nhỏ mọi người đắc tội với chị Hoa. Đó là vì anh muốn tiếp tục được quay show thực tế, có phải vậy không? Sao lại vậy? Không phải lần trước ba nói quay show này rất vất vả, dù thế nào cũng sẽ không quay. Nhưng lần này là quay chủ đề về cuộc sống trong trường học, rất là có ý nghĩa đó. Nhưng mà cũng không ý nghĩa bằng mấy quà tặng của nhà tài trợ, có đúng vậy không? Ông ngoại Bonnie cũng có nói với con điều này mà. Nè, chị Hoa lại tới nữa hả? Vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? Chưa, nhưng hôm nay cô ta giống như biến thành một người khác vậy. Ý là sao? Tôi nghĩ là cô ta muốn dò thám xem trung tâm của chúng ta có giáo viên biến thái không. Nếu như cô ta cứ làm như vậy, tôi sợ tôi sẽ không nhịn được đánh cô ta luôn á. Ảnh nghiêm túc đó. Rốt cuộc phải làm sao mới đuổi được cô ta? Nếu tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc đứng lớp của chúng ta. Có rồi, dầu sôi lửa bỏng phải bất chấp thủ đoạn. Tâm Dừa, cô có thể cho tôi mượn son môi không? Son môi? Tôi có đó. Chị Hoa, sao cậu biết là tôi? Về chuyện quay lén, chúng tôi đều biết hết tất cả rồi. Tôi không quay lén. Một ngày tôi không nghe cậu giảng bài, trong lòng tôi cảm thấy rất bức rức. Hôm nay tôi cố tình vì cậu mà tới đây. Tôi nghĩ cái này gọi là tình yêu đó. Cô muốn gì? Tôi không chịu được cô đơn đâu. Bình tĩnh, làm ơn bình tĩnh, bình tĩnh. Quảng cáo. Vẫn là quảng cáo. Bất ngờ. Cái tên ốm nhơm này tôi không tin bên dưới cậu cũng có. Cứu tôi, cứu tôi mọi người, chạy đi mọi người, cứu tôi. Mạng của tôi, mạng của tôi. Trời. Chạy đi, nhanh lên. Là cậu ta gạ gẫm con gái tôi nên tôi mới làm vậy. Cô nói con gái của cô đang học thêm ở trung tâm chúng tôi. Bộ cô không phải vì muốn quay show thực tế nên mới tới trung tâm để quay lén sao? Phải đó,
Tôi dùng việc công vào việc riêng. Con gái tôi vốn dĩ thành tích rất tốt, nhưng mà sau khi tới trung tâm còn học thêm, ai ngờ thành tích càng học càng sa sút. Tôi tới đây để vạch trần cậu dạy tôi tệ thế nào. Không thể nào, ngay cả con gái của lại tôi cũng không biết nữa. Cậu không cần phải chối. Rõ ràng tôi nghe được nó nói qua điện thoại. Tôi đã thích một người con trai ở trung tâm. Người đó có mái tóc rối, không phải cậu hả? Mái tóc rối thì đúng là chỉ có một mình anh mà thôi. Là tôi thật sao? Thân là một người giáo viên gà gẫm học viên, cậu quả thật là giáo viên cầm thú đó. Chị Hoa, tôi biết là chị rất lo cho con gái của mình, nhưng mà rốt cuộc là nguyên do gì làm cho chị cảm thấy vậy? Khả năng thành công của chị có thể gạ gẫm được sốt như vậy hả? Con gái tôi có khuôn mặt giống y như tôi. Nếu có thể thích con gái tôi thì sao không thích tôi được chứ? Khoan đã, tôi không có học viên nữ nào có khuôn mặt tôn nghiêm giống như cô hết. Chị Hoa, con gái cô đã tới. Má. Má sao? Cổ là con gái cô hả? Sao đây, chúng tôi không giống nhau sao? Không sai, tôi giờ cổ cũng không ngờ luôn. Má, cũng may con nghe được chú quay phim nói má tới chỗ này, mới đón được má tới đây gây chuyện. Nhưng má hiểu lầm rồi, người mà con thích không phải là cái ông thầy thi ghê này. Nếu vậy là ai? Tới giờ lên lớp rồi, mau đi thôi. Được. Tôi cũng may không phải là cậu. Cậu có ý gì? Đừng má.